Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thao Gia đây. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip đó là nói về nghề nghiệp chính của nhà mình. Thì hôm nay mình sẽ đi Bình Phước với ba của mình để đi thêm một trang trại kìa. Sẽ quay lại cho anh em cái cuộc đi đi đâu đi thăm trang trại này luôn nha. Nói chung là lưu lại cho ba mình làm tư liệu để mà buôn bán nên là clip này có vẻ như là sẽ không hợp với một số bạn cho lắm, nhưng mà thôi cứ đăng lên nha, để cho bạn nào mà có nhu cầu mà mua gà giống hay là những thực phẩm đồ ăn gà đồ các thứ đó, thì hãy liên hệ với nhà mình. Đây là clip quảng cáo cho nhà của mình. Thế là sẽ qua bên cám anh em ơi. Chung đây là cái trang trại mà đỡ ấp giống với gà giống. Công việc của nhà tôi anh em ạ. Lý do là sao tôi tháo gà anh em. Xung quanh toàn là gà không. Tôi sẽ dắt các bạn đi xem nhà máy cám nha. Thì nhà tôi hồi giờ lại làm cám CB, nhưng mà giờ hôm nay sẽ thành nhà máy ở chỗ khác.
em ơi. Đây là một lô cám ngày 14 tháng 2 này. Nói chung đây là ngày Valentine nha. Tính tao mấy anh này là không được đi chơi với bạn gái. Và ở đây sản xuất hết đống cám này. Các bạn thấy cái view salon tôi rộng lớn không? Thì cái nhà máy này mà sức chứa tối đeo đó chắc phải ngàn tấn luôn. Kinh khủng. Các bạn anh em nào ở nhà nuôi heo nuôi gà gì liên hệ nhà tôi nha. Bao nhiêu cũng có hết.